viện theo dạng cấp cứu, 3 man 9. Mình đã được nhận lại số tiền là khoảng 10 man. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nani Japan. Thì một tuần vừa rồi là mình không có ra video á, tại vì mình phải nhập viện đó mọi người, nhập viện theo dạng cấp cứu. Thì bây giờ mình đã khỏe lại rồi và mình có thể tự ngồi dậy, tự đi vệ sinh và tự ngồi ăn được. Nên là mình quyết định là làm một cái video này để nhắc nhở mọi người nhớ chăm lo cho sức khỏe của bản thân. Thì hiện tại bây giờ thì mình vẫn chưa gọi là hồi phục hoàn toàn. Nhưng mà mình vẫn muốn là truyền tải một cái thông điệp tới là hãy biết chăm sóc sức khỏe nè, và hãy quý trọng sức khỏe của bản thân nhiều hơn nhé. Để mình nói sơ qua, cái bệnh của mình thì là nó có nghĩa là cái căn bệnh là theo chỉ định của bác sĩ, thì cái căn bệnh của mình nó là một cái căn bệnh gọi là rối loạn tư thế cân bằng, hay là cái gì đó, một cái tên tiếng Nhật dịch ra tiếng Việt rất là dài, và mình không nhớ rõ được. Nếu như mà mình tìm lại được á, và mình nhớ ra được á, thì mình sẽ comment ở bên dưới cho mọi người biết ha. Vì một cái số bệnh á, thì mình không có nắm rõ được ấy. Cái bệnh của mình là có nghĩa là mình không thể ngồi dậy được luôn, và khi mà mình chỉ cần chuyển động là bắt đầu mình bị mất cân bằng và gây ra hiện tượng là rất là buồn nôn. Khi đó thì mình đã nhập viện và được mình xin lỗi nha, tại vì bây giờ mình nói chuyện nó hơi có bị chậm ấy. Để bây giờ quay cái đầu nó cũng hơi chóng mặt nữa mọi người, nên là tất cả các cử động của mình đều phải rất là chậm. Thì mình đã scan não nè, chụp não và chụp hết tất cả mọi thứ và điện tâm đồ rồi, nhưng mà không có vấn đề gì xảy ra. Thì bác sĩ nói là cái bệnh này của mình là một cái bệnh nó sẽ tự xuất hiện, nó sẽ tự xuất hiện và nó sẽ gây ra hiện tượng chóng mặt và mất cân bằng, mất thăng bằng. Sau đó thì trong vòng khoảng 4 ngày là nó sẽ dần dần mà nó biến mất. Và có những cái người nào và nặng hơn thì nó sẽ trải qua là khoảng tầm 14 ngày. Thì mình rất sợ là cái bệnh này nó sẽ tái phát trở lại. Tại vì mọi người biết không, tự nhiên có một buổi sáng thức dậy và bạn không có thể dậy đi vệ sinh được, bạn cũng không có thể dậy ngồi ăn, mà thậm chí là mình rất khát nước và mình cũng không thể dậy uống nước được. Ngay cả khi mà có sự giúp đỡ ngồi dậy của những người thân trong gia đình thì mình cũng không thể nào ngồi dậy được, và ngay lập tức có hiện tượng là nôn mửa. Sau khi đó mình đã nhập viện và mình đã phải trải qua là đi vệ sinh bằng tã đó mọi người. Nó rất là khó khăn, và tại vì mình chưa bao giờ làm những cái việc này, nên là mình đã phải tập cái việc này. Ngay cả cái việc mà đi vệ sinh mình giữ á, tại vì mình không có quen á, xong rồi mình dần dần mình mới làm quen với lại cái điều đó. Nó kinh khủng lắm. Thì với lại là mọi người biết sao không? Mọi người ở Nhật á, thì khi mà các bạn có bất kỳ một cái bệnh gì xảy ra đi chăng nữa, hoặc là các bạn gọi là đi khám sức khỏe, đi lấy thuốc á, thì bảo hiểm của nhà nước sẽ tự động trả 70% cho người dân, và mình chỉ việc trả khoảng 30% thôi. Thì mình nhập viện là vào sáng chủ nhật là sẽ cấp cứu tới, thì mình sau đó là mình đi khám, thì mình nhập viện vào hôm chủ nhật, và tới ngày thứ 3 thì mình đã nói chuyện với bác sĩ và mình được sự đồng ý của bác sĩ là mình được đi về nhà và vẫn tiếp tục điều trị tại nhà, là bằng cách là uống thuốc để giảm những cơn đau chóng mặt gây ra đó. Thì từ chủ nhật cho tới thứ ba thì đây là tiền viện phí của mình nha mọi người. Là 39 man 9, 840 yên, thì khoảng gần 4 man đó. Đây là cái con số mà sau khi mình đã được giảm 70% số tiền gọi là
và số tiền nhà nước hỗ trợ rồi nhé. Thì tất cả những ai được sinh sống ở Nhật á, kể cả là đều là du học sinh hoặc là người dân lao động á, thì chỉ cần trong tất cả các mọi thứ thì chỉ cần trả 30% 30% thôi. Thì cái này thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà ngoài ra thì nhà mình đã mua thêm bảo hiểm tự nguyện bên ngoài. Đó là một công ty bảo hiểm cũng khá là nổi tiếng của Nhật. Thì mình đã được nhận lại số tiền khoảng 10 man. Thì cái số tiền này thì chính xác là bao nhiêu tiền thì mình không có nắm rõ được, tại vì mình vừa mới gọi điện cho công ty bảo hiểm của Nhật ngày hôm qua thôi. Thì số tiền được hoàn lại là của mình là 10 man. Thì nó sẽ liên kết với tài khoản ngân hàng của mình và nó chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của mình. Thì cái số tiền cụ thể và chính xác được là số tiền bao nhiêu mình nhận được thì mình sẽ đề cập trong video tiếp theo nhé mọi người. Cái này mình nghĩ là ngoài bảo hiểm của nhà nước ấy, là bảo hiểm bắt buộc ấy, thì mọi người nhớ mua thêm cái phần bảo hiểm tự nguyện nữa nhé. Tại vì tất nhiên là không có ai muốn được là mình được hỗ trợ tiền theo cái kiểu này đâu. Nhưng mà nó sẽ là giúp ích cho một phần, nếu như các bạn nào mà đi làm hoặc là không đi làm ấy, thì cũng giúp cho các bạn lấy được số tiền đó để bồi bổ cho bản thân, để sức khỏe, để nâng cao sức khỏe nhiều hơn nhé. Đó là cái vấn đề mà mình muốn nói. Còn vấn đề mà thêm nữa và mình muốn chia sẻ thêm là sau khi mà biết được căn bệnh của mình thì nhiều người có nói với mình là nó có thể là cái bệnh tiền đình. Thì thực ra là mình không tiếp xúc, mình không bị tiền đình nhiều và mình chưa bị bao giờ hết, nên là mình không có biết cái bệnh này có phải là bệnh tiền đình hay là không. Nhưng mà mình chỉ biết được là bác sĩ nói là mình bị rối loạn tư thế gì đó thôi, chứ mình cũng không biết. Thì nó sẽ tự nhiên nó xuất hiện và nó sẽ tự động, nó sẽ có thể là biến mất sau 4 ngày. Có nhiều người vào thuốc á, thì như bản thân của mình là mình xuất viện khá sớm, thì sau khoảng 1 đến 2 ngày là có thể xuất viện được rồi. Nhưng mà đó là trừ khi mà mình có thể ngồi dậy và mình ăn uống được nhé. Còn nếu như mình vẫn không ngồi dậy được ấy, thì mình vẫn phải tiếp tục mà mình điều trị. Người nhớ là phải giữ gìn sức khỏe nè. Và nếu như mà những ai mà sinh sống ở Nhật á, thì ngoài khoản bảo hiểm bắt buộc thì hãy mua thêm những cái khoản bảo hiểm tự nguyện để các bạn có thể nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn từ bảo hiểm nhé. Khoản tiền chính xác bảo hiểm đề cập gửi cho mình bao nhiêu vào trong tài khoản thì mình sẽ xin phép đề cập ở những cái video tiếp theo là nhiều. Chúc mọi người sức khỏe nha. Đây là một cái kênh mình hoàn toàn làm cho cộng đồng và muốn truyền tải những thông điệp tốt nhất. Và tất nhiên rồi, những ai mà đang làm mẹ và trong hành trình làm mẹ, mình xin gửi tặng cho mọi người là một cái lời chúc sức khỏe nhất về tất cả các bà mẹ đều là những người tuyệt vời nhất. Xin chào và hẹn gặp lại, nhớ bấm follow mình nha. Bye bye.